Tưởng drama với Trấn Thành đã dần, Đức Thịnh bất ngờ chửi gắt im mồm. Đạo diễn Đức Thịnh lại có dòng trạng thái mới giữa lúc Cua Lại Vợ Bầu công bố doanh thu kỷ lục. Cuộc chiến giữa hai phim Tết Cua Lại Vợ Bầu và Trạng Quỳnh nhẫn tượng đã khép lại khi đạo diễn Đức Thịnh thừa nhận nóng vội khi trách Trấn Thành. Tuy nhiên, diễn biến mới đây lại khiến câu chuyện mở ra chiều hướng phức tạp hơn. Trên trang cá nhân, đạo diễn Đức Thịnh vừa thông báo doanh thu khủng của Trạng Quỳnh và thông báo có một tổ chức vẫn đang chống phá Diêm Hàn. Phim Trạng Quỳnh sau 6 ngày công chiếu đã đạt doanh thu 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, có một tổ chức bí mật đã cố tình chống phá, chơi xấu Diêm Hàn chúng tôi. Tôi kêu gọi nếu ai đó đang làm chuyện xấu này thì hãy dừng lại. Ai kẻ nào tổ chức nào có lời trong chuyện này, tôi không muốn ám chỉ, hãy dừng lại. Mọi người ơi, hãy ủng hộ cho phim Trạng Quỳnh, đừng tiếp tay cho kẻ xấu. Nếu không, phim tôi bị lỗ, tôi mất mặt lắm. Phim thằng khác lỗ không sao, kệ nó, bị kẻ xấu phá mà. Đức Thịnh lại viết status đầy bức xúc trên trang cá nhân. Đức Thịnh không quên đá xéo em trai đáng thương mà ai cũng ngầm hiểu là Trấn Thành. Thấy ai giỏi thì mình phải học hỏi, tiếc là mình không phải là sao và cũng không có fan nhỉ. Nhưng có một tổ chức bí mật đang chơi xấu chúng tôi, mọi người ơi, hài chảy nước mắt hay giả mang con ngang, phải học mới được. Anh không nói em đâu, em trai đáng thương của anh nói những thứ vớ vẩn quay xung quanh em. Lợi dụng áp lực đáng quý và chuyên nghiệp của em để biến em thành một người rất khác mà anh từng biết. Chúc mừng và chia buồn với người em mà anh trân quý, đó là những kẻ đã dặn dò thật kỹ các nghệ sĩ bạn bè rằng đừng post poster phim Trạng Quỳnh, chơi rất đẹp, đẹp lạ, đẹp lùng. Có vẻ cuộc chiến giữa hai nghệ sĩ của showbiz vẫn chưa kết thúc. Cuối dòng trạng thái, Đức Thịnh không quên cảnh cáo, hãy im miệng mà tận hưởng chiến thắng. Còn lùng nhùng là cách 3 ngày tôi lại có một thông tin mới về sự đẹp đẽ của mấy người. Tôi hiền nhưng đâu dễ bị bắt nạt. Qua status có thể thấy, nam đạo diễn đang rất bức xúc vì bộ phim bị chơi xấu. Dù đã đạt doanh thu 70 tỷ, từ đây công chúng cũng dễ dàng nhận thấy mối quan hệ giữa Đức Thịnh và em trai đáng thương cũng ít nhiều sức mẻ. Trấn Thành bị dọa kiện đầu năm và sự thật quan trọng ít ai biết. Phía sau sự im lặng của Trấn Thành là cả một câu chuyện dài xoay quanh những toan tính đấu đá đầu năm. Drama ở màn mở đầu năm mới Kỷ Hợi đang gọi tên đạo diễn Đức Thịnh và ngôi sao hài đình đám Trấn Thành. Những tranh cãi ồn ào, thậm chí cả hăm dọa kiện cáo đều đã xuất hiện. Tuy nhiên, phần thông tin vẫn khá mập mờ. Một phần lý do khiến mọi chuyện trở nên không rõ ràng là sự im lặng của Trấn Thành. Ngôi sao hài một mực không lên tiếng trước mọi công kích chỉ trích từ phía đạo diễn đàn anh, còn Đức Thịnh lại khiến người hâm mộ xoay như chong chóng với những tuyên bố của mình. Có lúc anh mạnh dạn chia sẻ rằng Trấn Thành sai và anh sẵn sàng mất đi một người bạn, lúc anh lại quả quyết sẽ bảo vệ cho Trấn Thành và tuyên bố rằng mình hơi nóng nảy. Vậy rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện ra sao và phần đúng sai thuộc về Trấn Thành hay Đức Thịnh? Trái đắng ngậm ngùi của Trấn Thành, trên thực tế thì khá nhiều người trong giới giải trí điện ảnh đã biết tới câu chuyện bi hài mang tên Trấn Thành từ trước khi vụ ồn ào với Đức Thịnh nổ ra. Chàng MC có hẳn hai bộ phim trùng lịch chiếu vào đúng giờ vàng mùng 1 Tết. Trạng Quỳnh đối đầu với Cua Lại Vợ Bầu, Trấn Thành lại đối mặt với chính mình trong mùa phim Tết. Kịch tính chưa dừng lại ở đó, khi mà đơn vị sản xuất hai bộ phim lại là những đối thủ trong điện ảnh. Ai thắng ai thua thì đều khiến Trấn Thành khó xử, bởi anh chắc chắn là nhân tố chính khiến phim thành hay bại. Rất may cho Trấn Thành, điều lý tưởng đã xảy ra khi cả hai phim đều thắng và anh có thể thở phào nhẹ nhõm với kết quả này. Nếu không, có lẽ chàng danh hài cũng cười không nổi, thậm chí việc anh phải đối mặt với một vụ kiện cáo thực sự sẽ xảy ra nếu như Cua Lại Vợ Bầu thất bại bởi Trạng Quỳnh. Bởi trên thực tế, Trạng Quỳnh vốn được dự định công chiếu đợt Noel chứ không phải là cạnh tranh mùa Tết cùng Cua Lại Vợ Bầu. Việc giờ lịch chiếu không phải lỗi của anh, nhưng rõ ràng anh vẫn là cây đinh của Trạng Quỳnh và về tình hay lý, trách nhiệm vẫn dính với hai chữ Trấn Thành. Những thị phi nực cười mà Trấn Thành đang đối mặt, xuyên suốt vụ ồn ào này Trấn Thành luôn là tâm điểm, chỉ có điều anh là tâm điểm của những thị phi hăm dọa và đổ lỗi theo đủ mọi cách khác nhau. Một status kêu cứu vì Cua Lại Vợ Bầu bị chơi xấu cũng có thể trở thành lý do để Trấn Thành sống sai, dù thực tế thì lời lẽ của Trấn Thành khá bình thường và không hề ám chỉ tới một ai cụ thể. Nhưng ngay khi cả im lặng không đối đáp tranh cãi, Trấn Thành vẫn bị người ta lôi vào cuộc với nhiều lý do ngộ nghĩnh. Dù rõ ràng trong bộ phim Trạng Quỳnh có cả sự góp mặt của Nhã Phương, nhưng chỉ đích danh Trấn Thành bị chỉ mặt nêu tên rằng thiếu trách nhiệm chỉ vì không chịu quảng bá cho phim.
Dù xem xét một cách công tâm, quá khó để Trấn Thành giữ được sự nhiệt huyết tình cảm với dự án phim ảnh khiến mình lao đao ngày Tết, nhưng cách hành sự của Trấn Thành khá chuyên nghiệp. Rất nhiều status hình ảnh quảng bá cho Trạng Quỳnh đã được Trấn Thành đưa lên fanpage, chục triệu người hâm mộ của mình, nhưng anh vẫn phải đối mặt với kiện cáo vì hờ hững. Không khó để tìm thấy khá nhiều bài viết, clip quảng bá cho Trạng Quỳnh được danh hài này tự tay đưa lên Facebook hay mạng xã hội, nhưng những chụp mũ kiên cường vẫn được áp đặt tới anh. Tất cả một câu chuyện nực cười như đòi khởi kiện Trấn Thành vì không chịu nhiệt tình với phim cũng có thể được đưa ra, khán giả cũng có thể lờ mờ nhìn ra mục đích phía sau những pha tấu hài đầu năm. Quảng bá phim vốn là trách nhiệm của đội ngũ marketing chứ không phải của diễn viên, còn Nhã Phương, ngôi sao nổi tiếng góp mặt cùng Trấn Thành trong Trạng Quỳnh, hình như cũng chưa bị ai đòi kiện vì không nhiệt huyết. Không một hợp đồng ràng buộc nào được đưa ra, không một chứng cứ đủ thuyết phục nào, cũng không hề lên tiếng phản bác hay tranh luận, nhưng cái tên Trấn Thành vẫn bị nhắc tới mỗi ngày. Lúc là người sai trái, lúc sắp sửa bị khởi kiện, khi được bảo vệ và xin lỗi, Trấn Thành đang đóng quá nhiều vai trong một bộ phim, anh không hề được trả cát-xê. Cuối cùng, quan trọng nhất và ít người biết nhất chính là thông tin, Trấn Thành đều góp vốn cả hai bộ phim Tết. Nói cách khác, thành công của cả Trạng Quỳnh lẫn Cô Lại Vợ Bầu đều liên quan trực tiếp tới thương hiệu và cả thu nhập của Trấn Thành. Chỉ một thông tin đó cũng đủ để người ta hiểu rõ hơn về suy nghĩ của chàng MC nổi tiếng, bởi chẳng ai chiêu trò hay tàn nhẫn với túi tiền của chính mình cả. Bí mật đẻ con giờ Nhã Phương mới chịu lộ diện, được ông xã chở đi Vũng Tàu nghỉ ngơi. Đi ô tô lại mở cửa kính cho thoáng, vợ chồng Trường Giang bị chụp trộm ngay. Sau một thời gian giấu giếm chuyện bầu bì, Nhã Phương mới quyết định công khai sự thật mình đã có bầu với Trường Giang. Thế nhưng sau đó, ngay trước Tết lại tiếp tục có tin đồn Nhã Phương đã hạ sinh con gái đầu lòng. Mặc dù chính chủ chưa hề lên tiếng nhưng ai cũng tin đây là sự thật. Mới đây, trên đường, cư dân mạng vô tình bắt gặp vợ chồng Trường Giang đang đi du lịch cùng nhau. Vừa thấy bị chụp trộm, Nhã Phương đã vội cúi gằm mặt xuống, còn Trường Giang thể hiện thái độ kỳ lạ. Một cư dân mạng đi du lịch Vũng Tàu vô tình bắt gặp vợ chồng Trường Giang. Sau một thời gian ở ẩn, Nhã Phương cuối cùng đã lộ mặt. Nhìn từ xa thấy Nhã Phương rất tươi tắn và vui vẻ. Tuy nhiên khi bị phát hiện chụp lén, cô vội cúi đầu, còn Trường Giang dường như khá khó chịu vì đi chơi cũng không được yên. Trước đó đêm giao thừa, Nhã Phương mới chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng, nhưng là bức ảnh cũ trước khi tin đồn cô sinh con nổ ra. Hình ảnh Trường Giang đi du xuân cùng người thân trong dịp Tết năm nay và không hề lộ hình ảnh của Nhã Phương. Kể lại quá khứ được nhiều người yêu cuồng nhiệt, năm em ăn đủ gạch đá ngày đầu năm. Việc nhắc tới Trường Giang Nhã Phương cùng phát ngôn, nhiều người đưa tôi vào phòng và muốn hiếp, khiến năm em nhận gạch đá ngay đầu năm Kỷ Hợi. Mở đầu năm Kỷ Hợi, năm em bất ngờ gây xôn xao làng giải trí khi chia sẻ về vấn đề trinh tiết. Chia sẻ trên báo chí, năm em khẳng định trong tình yêu cô rất lý trí, khi lên giường lại càng lý trí. Khi yêu tôi lý trí cực, đặc biệt khi lên giường càng lý trí, hễ mà mọi người, ai mà muốn cái gì với tôi thì não tôi lập tức khóa cái cạch liền. Nhiều người mời tôi vào trong phòng còn muốn hiếp tôi nữa. Không hiểu sao những lúc đó có người, độ hay sao mà những lúc đấy tôi rất mạnh mẽ, đẩy người ta văng ra rồi chạy. Cũng nhiều lần rồi, năm em giải bày. Chưa hết, Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015 còn tiết lộ bản thân sở hữu một công ty chuyên bút quảng cáo, thậm chí mời cả vợ chồng danh hài Trường Giang Nhã Phương để đóng cho nhãn hàng. Tôi có một công ty quảng cáo là công ty đã bút Trường Giang Nhã Phương đó. Tôi nghĩ chắc cả hai có biết công ty của tôi, nhưng tại tiền nhiều quá mà. Công ty giải trí NE, mấy nhãn hàng lớn đều làm việc với tôi khi bút nghệ sĩ. Tôi không muốn show vì không đại gia nào muốn nói mình đại gia hết, năm em chia sẻ. Bỗng dưng đem vợ chồng Trường Giang Nhã Phương vào câu chuyện của mình, khiến mỹ nhân họ Nguyễn bị chỉ trích hám fan. Bởi trước đó, câu chuyện giữa cô và nam danh hài xứ Quảng đã chấm dứt từ lâu. Bây giờ Trường Giang lên chức bố, năm em lại lôi ra để đánh bóng tên tuổi. Với phát ngôn nhạy cảm, năm em nhận không ít gạch đá từ phía cư dân mạng. Thay vì nhận được cái gật đầu cảm thông cho tính cách có phần tương tự của chân dài, sinh năm 1996, lần này dư luận phản ứng dữ dội với Hoa Khôi. Không những thế, trên các diễn đàn mạng, người hâm mộ thẳng thần gọi hồn Tăng Nhật Tuệ. Chàng nhạc sĩ bị năm em nợ tiền ca khúc "Anh Tuệ ơi, năm em có tiền rồi nè, đại gia rồi anh ơi". Tăng Nhật Tuệ: "Chị năm em đã trả tiền cho anh chưa ạ? Có cần anh Nguyễn Văn Trung tư vấn kế sách đòi nợ năm em hay không?" Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại không chấp những phát ngôn của mỹ nhân Tiền Giang. Người ta đẹp như vậy, có điên cũng chả sao. Cứ vô tư thôi, em ủng hộ chế. Tính cách bà năm em tương tự như vậy rồi, tôi thấy thật thà mà.
chứ không giả tạo như nhiều cô khác, là những bình luận bên vực nam em. Tao không hiểu sao mọi người lại ghét nam em vì những câu phát biểu của cô ấy. Nam em vừa xinh đẹp, hát hay, diễn giỏi, tại sao mọi người không cho cô ấy một vai tâm thần à? Em tài sắc vẹn toàn hồi thi Bolero chết rồi. Nam em hiện tại là do nhà thương điên Biên Hòa cài vào để phá showbiz đó mấy má. Những bình luận trái chiều về vụ việc của nam em khiến cư dân mạng thích thú. Thúy Diễm chia sẻ về Tết sau khi làm mẹ, chẳng thấy Tết đâu ngoài tả với sữa. Những dòng tâm sự mới đây của bà xã Lương Thế Thành về ngày Tết của mẹ bỉm sữa nhận được sự đồng tình của nhiều chị em. Thúy Diễm Lương Thế Thành là một trong số ít cặp đôi nghệ sĩ trẻ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau 2 năm kết hôn, tổ ấm nhỏ của cả hai ngày càng trọn vẹn khi con đầu lòng chào đời. Lần đầu lên chức bố mẹ có nhiều bỡ ngỡ nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng cùng nhau san sẻ việc chăm con. Mới đây Thúy Diễm vừa gây chú ý khi tâm sự về cảm xúc trong ngày Tết Kỷ Hợi. Đây là cái Tết đầu tiên vợ chồng Lương Thế Thành được đón năm mới bên cạnh con trai cưng. Dù không còn tự do, Tết chỉ toàn tả với sữa, nhưng bà mẹ trẻ thì đây là niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được. Dù rất bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho bản thân sau khi sinh con, nhưng với Thúy Diễm, đó là niềm hạnh phúc. Năm nay Tết khác quá, chẳng còn tự do, chẳng còn được tung tăng, chẳng được ai lì xì nữa, muốn đi đâu cũng được tầm một tí là phải tức tải chạy về. Mất nhiều cái vốn dĩ thành thói quen lắm, nhưng bù lại được có con trong đời. Hôm nay nhóc về quê với ông bà nội, mặc dù được rảnh rang tung tăng, nhưng sao thấy thiếu quá nhớ thằng nhóc này. Cả đêm, ôm ổng hít hà hoài, sợ mai ổng đi nhớ mùi ổng, sáng ra hung lấy hung để vẫn không đã. Ra đời chưa bao lâu nhưng con trai Lương Thế Thành đã có lượng fan khá lớn vì quá đáng yêu. Chợt nhận ra có con trong đời mới là món quà quý nhất, thiêng liêng nhất. Mà mẹ có được đó nhóc con à, dạo này ảnh quấn mẹ lắm. Ảnh càng ngày càng đáng yêu, làm mẹ chẳng muốn làm gì ngoài việc xào quần với ảnh. Suốt Tết này mẹ chẳng thấy Tết đâu ngoài tả với sữa, nhưng chắc chắn một điều mẹ nhận ra rằng nhóc con mới là mùa xuân của mẹ. Mỗi giây phút ôm con trong lòng là hạnh phúc nhất rồi nè, nhớ chó con quá, sạnh tí xíu mà nhớ quá xá rồi, Thúy Diễm tâm sự. Lương Thế Thành rất cưng chiều vợ, dù là khi đang mang thai hay đã sinh con. Nam diễn viên rất thành thạo việc cho con ăn, tắm rửa hay thay tả cho bé Bảo Bảo. Dù không được rảnh rang muốn làm gì thì làm như lúc chưa sinh con, nhưng mỗi khi xa con trai cưng, Thúy Diễm vẫn rất nhớ, chỉ muốn mãi bên cạnh cục vàng của mình. Dưới bài viết, bà xã Lương Thế Thành nhận được nhiều lời cảm thông của cư dân mạng. Đông đảo chị em cũng bày tỏ sự đồng cảm với Thúy Diễm vì thấy hình ảnh của mình trong đó.